Có một sự thật là những cái loại ghế massage mà mọi người đang thấy đây là những cái loại ghế mà nó rất là đắt tiền. Nếu để mà mua sử dụng nó, sở hữu nó thì nó là một cái khoản đầu tư rất lớn so với kinh tế của một cái gia đình có điều kiện, thì chưa nói gì đến những cái bác hoặc cái gia đình khó khăn. Để mua được nó, sở hữu nó thì chúng ta cần phải có cái kiến thức, cần phải tìm hiểu nó một cách nó cụ thể, nó chuyên sâu, và mình hiểu biết hết các cái tính năng, động cơ và bảo hành, bảo trì mọi thứ, những cái dịch vụ liên quan đấy, thì mình cần phải tìm hiểu hết. Nhưng mà rất đáng tiếc rằng là một số anh em ấy thì tìm hiểu rất kỹ, thậm chí tìm hiểu bên shop có khi hàng mấy tháng. Nhưng mà sau khi tìm hiểu xong, tới lúc quyết định mua thì lại đi tham khảo ý kiến của những người không có một chút kiến thức nào về cái ghế massage này. Hỏi vợ thì vợ chắc chắn rồi, vợ cũng không thể nào mà biết về kỹ thuật, không thể biết về tính năng của những cái ghế này nó như thế nào. Vợ chỉ nhìn vào hình thức, hàng nó cũ rồi không nên mua. Hoặc là hỏi bố mẹ thì bố mẹ già rồi thì cũng không thể biết được về những cái này nó tính năng nó như thế nào, có gì hay ho và vì sao nó đắt, vì sao nó rẻ đấy. Rồi tới hỏi hàng xóm đấy, hàng xóm thì cũng bảo ô mày dở hơi, sao mày thần kinh, sao mày đi mua cái ghế đã qua sử dụng rồi biết nó như thế nào, dùng thời gian 37-21 ngày nó hỏng, nó vứt đi phí tiền thì sao đấy. Và chính vì cái việc chúng ta tìm hiểu kỹ, sau đó lại không tự quyết định mà lại đi nghe lời khuyên của những người không tìm hiểu một chút nào về những ghế này, và người ta khuyên rằng là đừng có mua ghế massage cũ, mua ghế massage mới đi. Đó, nếu mà không đủ tiền mua trả góp cũng được đấy, mua trả góp, mua cái hẳn cái mới mà dùng. Nếu như chúng ta mua cái mới của Nhật này mà trả góp thì có thể thì cái tiền thì nó lớn một tí, nhưng mà chúng ta mua được cái hàng tốt thì không sao. Nhưng nhiều bác là trả góp nhưng lại mua cái ghế là ghế của Trung Quốc chất lượng kém với cái giá rất là cao, cứ nghĩ rằng là những cái đó đắt tiền thì nó xịn, nó ngon, nhưng mà thực tế thì nó lại là những cái ghế chất lượng kém, mua về là chưa trả hết nợ thì ghế nó đã hỏng, đã nguẻo rồi, rồi lại đi còng lưng đi trả nợ. Có lương lậu thì không sao, nhưng có người ấy thì đi làm rất vất vả, tiết kiệm mỗi tháng được một chút để trả cho cái ghế, dùng nó không đạt được cái yêu cầu, cái mong muốn của mọi người, nhưng mà vẫn phải còng lưng ra trả nợ cho nó, về bố mẹ dùng thậm chí còn đau người thêm. Đấy, sau đó lại đi nghe hàng xóm mua trả góp, mua những ghế mới. Nếu như chúng ta mà có suy luận một tí thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái việc trả góp cho một cái chiếc ghế ấy, thì ghế đắt tiền ấy, thì là cái gánh nặng về tài chính nó lớn như thế nào. Đặc biệt là anh em mà đi làm lương 7-8 triệu đấy, để mà trả góp cho một cái ghế này rất là vất vả. Tháng tiết kiệm ra được 3-4 triệu trả góp cho nó. Cũng có người thì tiền có nhưng mà người ta vẫn thích trả góp để tiền người ta sử dụng vào cái việc khác. Nhưng mà cũng có người tiền không có, nghe người nọ người kia đi mua một cái sản phẩm mới rất đắt tiền, thậm chí là cả 100 triệu, hàng của Trung Quốc về. Tới lúc là có khi được khoảng độ 1-2 năm sau là ghế hỏng vứt đi rồi, nhưng mà cái khoản nợ mình vẫn chưa trả hết. Nó sinh ra câu chuyện là vợ chồng lục đục cãi nhau đấy. Về trả nợ còn chưa hết, nhưng mà bố mẹ dùng đã chán, đã vứt xó nhà rồi đấy, thì nó rất là đáng tiếc, rất là đáng buồn cho những anh chị mà khi mà ra quyết định một cái việc rất lớn nhưng mà lại đi hỏi những cái người không có hiểu biết về những cái hàng ghế massage này. Mua ghế massage thì nó là một cái khoản đầu tư cho sức khỏe, nó rất là tốt.
Nhưng với điều kiện là chúng ta phải mua được sản phẩm tốt. Còn nếu như chúng ta mua phải những sản phẩm kém chất lượng thì cho dù bất kỳ ở một cái mức giá nào thì nó vẫn là một cái sự đầu tư không hiệu quả, nó đắt đỏ, nó không hiệu quả thì nó sẽ không, tức là nó sẽ không đạt được cái mong muốn của mọi người. Mua ghế đắt thì nó phải phải đáp ứng được cái đầu tiên là cái yêu cầu về chăm sóc sức khỏe, cái thứ hai đó là về cái tính năng, thứ ba đó là về cái độ bền. Đấy. Tiền mình kiếm ra rất là khó thì mua ghế về thì sử dụng nó phải lâu dài, nó phải bền bị theo 5 tháng, nó phải dùng được nhiều năm. Càng dùng được nhiều năm thì chúng ta sử dụng cái đồng tiền đó thì nó càng hiệu quả, thì nó càng rẻ thôi. Còn nếu mà dùng thời gian ngắn nó đã hỏng hoặc là nó lỗi hoặc là nó không đáp ứng được cái vấn đề chăm sóc sức khỏe thì nó rất là lãng phí. Có nhiều, rất nhiều những cái bác mà trước đây đấy, mua những cái ghế kém chất lượng với cái giá 70-80 triệu, thậm chí hơn 100 triệu, hiện tại bây giờ đang vứt đi và lại quay sang mua những cái sản phẩm của Nhật như thế này. Và người ta không còn cái tư duy là mua mới hay mua cũ nữa, mà người ta với cái tư duy là mua hàng tốt chứ không mua cái hàng mới hay là cái hàng cũ, mà tư duy là mua hàng tốt, cũ cũng được, mới cũng được, nhưng nó phải là hàng tốt. Hàng tốt thì với những cái hàng tốt thì nó giá nó không bao giờ nó rẻ. Nên là để mà sở hữu được những cái sản phẩm tốt với mức giá nó hợp lý hơn thì chúng ta nên tìm đến những cái hàng dùng lướt như thế này. Mặc dù hàng mới thì shop cũng có đủ hết, nhưng mà shop không khuyến khích, không khuyến khích với những cái anh em mà điều kiện không có để đi mua những cái hàng mới quá đắt tiền, quá sức của mình thì không nên. Một cái khoản đầu tư đắt đỏ thì mình cần phải cân nhắc và tính toán thật kỹ để làm sao mà khi mà xuống tiền là sau đó mình sẽ không phải hối hận khi mà mình đã ra quyết định như thế. Đó. Có người có điều kiện, có tiền mua cái ghế 100 triệu về dùng không dùng được vứt đi mua cái khác không sao, rất đơn giản. Nhưng có những cái bác mà đi công tác cống hiến cả một cuộc đời tiết kiệm được mấy chục triệu hoặc là 100 triệu thì gì đó, đến lúc mà đau lưng đau người muốn mua một cái ghế để chăm sóc cho sức khỏe thì nghe lời những người tư vấn viên và bỏ hết, rút hết tiền cái tiết kiệm của mình ra mua một cái ghế, nhưng mà nó lại không phải là ghế tốt, nó lại ghế kém chất lượng. Trong một khoảng thời gian ngắn dùng nó đã hỏng và đã vứt đi rồi thì thực sự nó quá là đáng tiếc. Cái ghế rất đắt tiền mua với giá rất đắt tiền, nhưng thực tế nó lại là cái ghế rẻ tiền của Trung Quốc. Nhìn nó hầm hố, nó như phi thuyền ấy thôi, nhưng mà nó ở bên Trung Quốc thì nó lại rất rẻ tiền. Đấy, nó không đắt. Đấy, xem là mua về thì dùng không dùng được, lại bỏ xó hoặc là vứt đi thì bao nhiêu cái mồ hôi công sức mình đã tích cóp trong nhiều năm thì đổ sông đổ bể hết. Đấy, thực sự là rất là đáng tiếc cho những cái bác như thế. Còn người có điều kiện hẳn rồi thì shop không nói, có điều kiện thì người ta mua cái này dùng không được, người ta thích không thích người ta cho hoặc là người ta vứt đi, người ta mua cái khác vẫn không thành vấn đề. Nhưng mà có những người phải tiết kiệm trong nhiều năm, đến lúc về hưu thấy đau lưng đau người mua cái ghế về lại không dùng được, và cái số tiền đó bị lãng phí, bị vứt đi thì thành ra là bao nhiêu công sức mình làm thì nó cũng đổ sông đổ bể hết. Còn cũng có những anh em thì rất là tốt, mua báo hiếu cho ông bà bố mẹ, nhưng mà cũng không tìm hiểu kỹ, mua sản phẩm kém chất lượng
về cho ông bà dùng không dùng được, rồi là cũng lại ném hết đi. Còn sản phẩm tốt thì ở trên thị trường nó không có nhiều. Tại sao nó lại ít như thế thì cũng phải giải thích cho các bác anh chị em biết rằng là những sản phẩm tốt như thế này giá nó rất là cao, giá ở Nhật thì nó cao, và khi mà về Việt Nam thì để mà bán để kiếm được lợi nhuận từ nó thì rất là khó, thậm chí lợi nhuận nó rất là mỏng. Đặc biệt là những cái hàng lướt này, ví dụ mà không may nó rủi ro, nó bị một con mà nó lăn đùng ngã ngửa ra đấy. Đấy, nói tình trạng không may thôi, ví dụ không may đấy, nó lăn đùng ngã ngửa đấy, nó bị sự cố gì đó mà không xử lý được chẳng hạn, thì mọi người có thể phải bán hàng vài chục con cũng chưa chắc bù lại được một cái con hỏng đó. Nên là những cái người kinh doanh người ta sợ chết khiếp luôn khi mà bán những cái sản phẩm của Nhật đắt tiền như thế. Còn những cái ghế rẻ thì sao, người ta nhập với mức giá nhập rất rẻ, chỉ có vài triệu thôi, 3-4 triệu thôi, vẫn bán được 7-8 triệu hoặc là 15-20 triệu là bình thường, thì cái vốn bỏ ra ít, cái lợi nhuận cao, nên là người ta sẽ có cái xu hướng là bán những cái sản phẩm đó. Biết rằng là nó không chất lượng đấy, nhưng mà vì cái lợi nhuận, vì cái kinh tế nên là người ta vẫn cứ nhắm mắt bán và vẫn thần thánh hóa nó lên, vẫn đẩy cái tính năng công nghệ nó lên, mặc dù nó bên trong nó không có một cái gì cả. Vỏ ngoài nhìn nó đẹp thôi, bên trong nó rỗng tích. Đấy, mua về không dùng được rồi lại vứt đi. Còn những hàng tốt thì nó sẽ là những cái hàng có cái tên tuổi, cái thương hiệu lớn như thế này. Đấy, và kể cả những cái mẫu mà nó dùng hàng chục năm sau thì da nó vẫn cứ đẹp, đó, vẫn cứ tốt, và nó không bị nổ hay là bong chóc hay là gặp sự cố. Nó vẫn có, nhưng mà nó cái tỷ lệ nó xảy ra rất là ít, hy hữu thôi. Và những cái sản phẩm này giá của nó cũng rất là chuẩn, nó sát giá, nó không có cái sự gọi đẩy giá lên cao xong là khuyến mại nọ kia các thứ. Nhiều anh chị là bất ngờ, bởi vì tại sao chỗ khác nó giảm giá 50% mà chỗ xoay em lại không giảm giá đồng nào đấy, mà lại bán đúng giá như thế đấy, thì người ta cũng rất bất ngờ. Mà cũng phải chia sẻ thật là những cái sản phẩm tốt thì giá nó sẽ rất là chuẩn. Mọi người có muốn giảm hay muốn bớt thì cũng rất là khó. Sản phẩm nó cái biên độ lợi nhuận nó mỏng, nên là cũng không thể nào mà bớt nhiều hay bớt sâu cho các bác được, mà cũng không thể nào bán một cái mức giá nó lung tung cho mọi người được. Đấy, nên là nếu như mọi người có ý định mua ghế massage mà tài chính nó chưa tới, hoặc là tài chính có hạn, thì chúng ta lên mua những sản phẩm dùng lướt như thế này. Cái câu mà khuyên chúng ta không nên sản phẩm cũ nó cũng đúng, nhưng mà nó đúng đúng một phần nào đó so với cái nó đúng khi mà chúng ta mua những cái sản phẩm nó quá cũ lát rồi, hoặc là mua những chỗ người ta làm nó không chuyên nghiệp, không uy tín thôi. Còn khi mà chúng ta tìm đến những cái đơn vị chuyên như ghế Nhật Trần Sơn thì mọi người sẽ yên tâm một điều là đấy, tất cả những cái sản phẩm về bên shop là đã được tuyển chọn kỹ càng, gắt gao, và những cái sản phẩm thường nó sẽ là mới từ 95% trở lên, chứ không có dưới. Đấy, và chắc chắn rằng sẽ không có cái sản phẩm xấu cho mọi người. Đấy, từ đời cao, đây, đời cao nhất cho đến những cái đời tiếp theo cũng đều có đủ hết cho mọi người. Đấy, thì cũ thì nó có nhiều cái kiểu cũ. Đấy, cũ, ví dụ đây một cái sản phẩm mà sản xuất 2024, vừa ra được mấy tháng. Đấy, thì vỏ hộp ra ngoài ngồi một vài lần thì nó cũng được coi là sản phẩm cũ. Nhưng mà cái sản phẩm mà dùng hàng 20 năm rồi ấy, thì cũng vẫn là coi là sản phẩm cũ. Rồi hoặc là cái sản phẩm người ta dùng quá nhiều, dùng nát bét ra xong là dựng lại
sửa chữa lại, tút tát lại thì cũng là sản phẩm cũ. Đấy, nên là chúng ta phải định nghĩa đây cái cũ, đấy là cái cũ như thế nào. Đấy, để làm sao mà mình mua, mình không bị mất tiền. Đấy, mình mua đúng được cái sản phẩm tốt với dịch vụ chăm sóc sau bán hàng tốt nhất. Đấy, trên đây là những cái chia sẻ của shop với tất cả các bác anh chị em. Nếu các bác anh chị em đang có nhu cầu mà tìm hiểu mua ghế massage thì shop cũng khuyên mọi người nên mua những cái sản phẩm phẩm tốt. Đấy. Mới hay cũ thì nó cũng không quá quan trọng đối với những đơn vị uy tín, mà cái quan trọng đây là chúng ta mua được đúng cái sản phẩm chất lượng, sản phẩm đảm bảo với dịch vụ bảo hành chu đáo là được. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.